Chị đại quận 4 từng quậy từng bừng đồn công an lại tái xuất, vẫn không đeo khẩu trang. Sau nhiều pha bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang, bị giam xe, chị đại quận 4 vẫn tái diễn. Suốt những ngày dịch Covid-19 của năm 2021, cái tên chị đại quận 4 đã làm khuynh đảo mạng xã hội. Nguồn cơn là vì bất chấp dịch bệnh, người phụ nữ này thường xuyên ra đường mà không đeo khẩu trang. Ngay cả thời điểm thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội nghiêm ngặt, người phụ nữ này vẫn ra đường không có lý do chính đáng và khi bị phạt thì cự cãi, lớn tiếng với lực lượng chức năng. Chị đại quận 4 tên là NTN, ngụ ở quận 4, TPHCM, vừa ở ẩn ít lâu, nay lại thấy xuất hiện trước cửa một tòa nhà. Đáng nói là, chị đại quận 4 cũng vẫn tái diễn lỗi giống như nhiều lần trước, dắt theo con gái và tiếp tục không đeo khẩu trang. Trong khi con gái chấp hành nghiêm chỉnh, mẹ bé vẫn để mặt trần. Theo diễn biến hình ảnh được chụp lại, có thể thấy bảo vệ đã yêu cầu chị N đứng bên ngoài và không cho vào trong tòa nhà nếu không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19. Cuối cùng, chị đại quận 4 đã phải chấp nhận đeo khẩu trang. Trước đó, chị đại quận 4 nhiều lần quậy và bị dân mạng chụp ảnh lại. Khi chị này xuất hiện tại cửa công an quận 4, khuôn mặt của chiến sĩ công an thậm chí thể hiện cả sự ngao ngán với nhân vật này. Lần đầu chị đại quận 4 xuất hiện là ngày 21 tháng 5 năm 2021, khi chị không đeo khẩu trang, đi mua hàng tại một siêu thị trên đường Tôn Đản, quận 4. Chị bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự. Tổng số tiền phạt là 2,4 triệu đồng, mẹ ruột chị N đã đi đóng tiền phạt. Ngày 9 tháng 8, chị N lại không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy từ quận 4 qua quận 1. Khi này, thành phố đang giãn cách ở cấp độ cao, nhưng chị N cho hay mình đi mua đồ. Chị đã bị công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 mời làm việc, lập biên bản lỗi không đeo khẩu trang, lái xe không có giấy phép, không mang giấy đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình CMNZ với tổng tiền phạt hơn 3,5 triệu đồng. Ngày 31 tháng 8, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và lập biên bản chị N vì vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường. Ngày 28 tháng 9, công an quận 4 phát hiện chị N ra đường không đội mũ bảo hiểm, không có lý do chính đáng, không thực hiện việc giãn cách xã hội, họ cũng lập biên bản xử lý. Lần nào xuất hiện, chị đại quận 4 cũng gây xôn xao vì liên tục tái phạm lỗi và cự cãi rất hăng với cơ quan chức năng. Dù đã bị phạt và được đã vận động, thuyết phục, giải thích, có vẻ người phụ nữ này vẫn không thích chấp hành. Cơ quan chức năng ghi nhận chị N có dấu hiệu tâm lý không ổn định và sống chung với con gái cùng mẹ ruột. Gia đình đã được vận động đưa chị N đi khám chữa bệnh cũng như có biện pháp quản lý, tránh để tái phạm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.